Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi 12 con giáp tháng 2 âm lịch năm 2021, chi tiết cực chính xác. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Tý. Sự nghiệp của tuổi Tý trong tháng 2 năm 2021 âm lịch khá hanh thông, thuận lợi. Đây là thời điểm phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Bản năng của bạn đang dẫn lối bạn đến những nơi lạ lẫm, về mặt cảm xúc lẫn lý trí. Có thể lần này, bạn sẽ đưa ra quyết định dựa theo cảm tính của bản thân trước một vấn đề đang khiến bạn lo lắng. Khả năng nhìn người rất quan trọng đối với bản mệnh trong công việc, do đó, hãy luôn tỉnh táo và cố gắng nhìn nhận bản chất vấn đề chứ đừng bị cuốn hút bởi những thứ màu mè phù phiếm bên ngoài. Tháng này, con giáp tuổi Tý có khá nhiều khoản cần chi bao gồm tiền mừng sinh nhật, tụ tập bạn bè để ăn uống, hội hè đầu năm mới, đó là còn chưa kể tới tiền chi cho việc đi lại. Nếu bạn không có kế hoạch chi tiêu hợp lý thì có thể phải dùng tới cả tiền tiết kiệm của mình trong tháng luôn đấy nhé. May mắn cho những ai đang kinh doanh đã có dấu hiệu khởi sắc. Thế nhưng trong việc đầu tư thì bản mệnh nên cẩn trọng kẻo dễ bị lừa gạt đấy nhé. Đừng bị tâm lý đám đông dẫn dụ, nên tránh xa các hội nhóm có mùi bán hàng đa cấp hoặc dùng tiền của người mới trả lãi cho người sau, đang ẩn dưới nhiều hình thức tinh vi khác nhau. Vận trình tình cảm của người tuổi Tý trong tháng này khá rực rỡ. Sao thiên diêu chủ về đào hoa, phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận tình cảm của đối phương. Do đó, đừng quên tìm cho mình những người cùng chí hướng để cùng bắt đầu hành trình. Tuổi Tý đang độc thân có thể trở nên chủ động và mạo hiểm hơn trong các quyết định tình cảm. Đừng ngại mình có lựa chọn sai, vì đó nếu sai đó là kinh nghiệm quý giá cho bạn mà thôi. Thế nhưng, những cặp đôi tuổi Tý lúc này vẫn có thể xảy ra sự nghi ngờ vì một trong hai người đang quá thu hút một người khác giới nào đó. Nếu bạn đang có người theo đuổi thì hãy rõ với đối phương rằng mình đã có gia đình, cắt đứt cái đuôi, hiện tại để tránh xảy ra rắc rối bạn nhé. Bên cạnh đó, nhiều cặp đôi có tình yêu đang tiến triển theo hướng tích cực, lứa đôi tình cảm ngọt ngào, thậm chí có cặp đôi có tin vui bầu bí trong tháng này. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tý trong tháng này khá tốt, không phải quá lo nghĩ gì nhiều nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Thời tiết lúc này vẫn se lạnh, do đó, những người tuổi Tý đang có bệnh về tâm huyết quản, xương khớp, tiêu hóa, dạ dày nên hạn chế ở lâu trong một môi trường lạnh, ẩm ướt. Có dấu hiệu cho thấy tháng này bản mệnh ăn uống tiệc tùng khá nhiều, bạn lưu ý tránh ăn quá nhiều đồ ngọt. Thực phẩm chứa chất làm ngọt nhân tạo có liên quan đến bệnh tiểu đường, suy nhược thần kinh, các vấn đề về gan, bên cạnh đó, các chất làm ngọt còn gây ra sự mất cân bằng các lợi khuẩn có trong đường ruột nữa đấy. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Sửu. Tháng này nguyệt lệnh dưỡng nên con giáp tuổi Sửu rất cần mẫn, chăm chỉ trong công việc. Nhưng có thể một số người sẽ thấy buồn khi nỗ lực của mình vẫn chưa được hoàn toàn ghi nhận. Đôi khi lựa chọn còn tốt hơn nỗ lực, bạn cũng phải dành thời gian để nhìn lại và nhận ra điều gì mình nên tập trung và điều gì mình nên bỏ qua. Thực tế là dù bạn chăm chỉ đến thế nào thì cũng không đủ sức để làm mọi việc đâu. Tháng mới xuất hiện không ít khó khăn, trở ngại và đôi lúc khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng hoang mang. Nhờ sự cẩn thận, tỉ mỉ mà bạn giúp team hoặc công ty của mình giảm được những thiệt hại đáng kể và được đánh giá cao. Tài vận tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Sửu không có quá nhiều biến động vì bạn đủ khả năng kiểm soát tình hình mỗi khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Theo tử vi người tuổi Sửu cũng nên cẩn thận kẻo dễ có những tranh cãi về tiền bạc vì sự không rõ ràng, minh bạch bạn nhé. Bạn bè mượn tiền cũng cần ký giấy để đảm bảo để hạn chế tối thiểu rắc rối về sau. Bản mệnh không tin vào những vận may nhưng cũng đừng vì thế mà sinh ra tâm lý quá bi quan khi ai đó nói về cơ hội kinh doanh, kiếm tiền. Sự đa nghi cộng thêm cứng đầu sẽ khiến các cơ hội của bạn bị khép lại, do đó hãy giữ tâm thế cởi mở, học hỏi và tìm hiểu thêm, chớ nên liên tục phủ nhận ý kiến của ai đó về tiền bạc. Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên vận trình tình yêu của bản mệnh có nhiều điều khiến bạn nặng lòng. Thực ra, vấn đề có vẻ ở chỗ bạn quá tập trung vào sự khác biệt giữa hai người mà quên đi rằng cả hai từng có nhiều giây phút vui vẻ bên nhau. Người độc thân thời gian này vẫn đang âm thầm tìm một nửa cho mình nhưng điều này không dễ dàng, đòi hỏi bạn phải thật sự kiên nhẫn. Điều quan trọng vẫn là giữ thái độ lạc quan, cởi mở với mọi người bạn nhé. Những ngày đầu năm mới, tâm lý ham vui ham chơi nên tuổi Sửu sẽ lười nấu nướng, thích ăn vặt ở ngoài.
hãy cẩn thận chọn lựa loại đồ ăn có lợi cho sức khỏe của bạn nhé. Đừng vì thời tiết lạnh mà ngại đi ra đường bạn nhé, nếu ở trong nhà quá lâu có thể sinh trầm cảm đấy, bạn có thể thi thoảng chọn thời điểm có nắng lên là đi ra ngoài để các tế bào trong cơ thể bạn được đánh thức. Ngoài ra, mỗi tối bạn có thể dành thời gian 15 đến 20 phút để ngâm chân bằng nước muối ấm để giúp cơ thể ấm hơn và giảm căng thẳng, bạn sẽ ngủ ngon hơn, đẩy lùi nhiều bệnh tật. Chỉ cần một giấc ngủ sâu thì sáng hôm sau bạn sẽ cảm thấy rõ mình tràn đầy năng lượng. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Dần. Sao Thái Dương xuất hiện trong tháng này mang lại rất nhiều niềm tin, hy vọng mới để tuổi Dần có thể cải thiện được mọi mặt cuộc sống của mình dù hiện tại khó khăn hay trở ngại đi chăng nữa. Miệt lệnh Lâm cung sinh mang tới vô vàn cơ hội mới đang mở ra trước mắt người tuổi Dần để giúp bản mệnh thực hiện ước mơ của mình. Khi nhiều cơ hội mới mở ra trên con đường sự nghiệp thì cũng là lúc bạn phải cân nhắc rất nhiều. Với các lời mời làm việc, hoặc hợp tác sẽ xuất hiện vào thời điểm lúc này bạn cảm thấy điều gì cũng có ưu điểm, có những điều hay ho cuốn hút bạn. Vì thế, lúc này bạn đừng quên hỏi han thêm những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự, bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên quý giá đấy nhé. Những khó khăn về tiền bạc đã cho tuổi Dần một bài học rất lớn, nhờ đó mà từ đây bản mệnh có quyết tâm cao trong việc tiết kiệm tiền và tìm kiếm các cơ hội để sinh ra tiền bạc. Tài vận của bản mệnh được cải thiện rõ rệt trong tháng này, nhất là khi có chính tài nâng đỡ, vì thế, bản mệnh chớ ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may của mình nhé. Nếu đối diện một chút trở ngại thì cũng hết mình tập trung tìm cách xử lý, bạn sẽ sớm thấy những cánh cửa mới hé mở ra trước mắt mình đấy. Tháng mới này có thể thấy, đời sống tình cảm của người tuổi Dần cũng vô cùng suôn sẻ. Hai vợ chồng bản mệnh cùng hỗ trợ, động viên nhau cùng làm ăn, kinh doanh, mỗi người đang trở thành chỗ dựa tinh thần tuyệt vời của đối phương. Sao Thiên Diêu che chở giúp cho đời sống tình cảm của người tuổi Dần độc thân trở nên rực rỡ, vui tươi hơn bao giờ hết. Vì thế, bản mệnh đừng bỏ lỡ cơ hội tốt, nên mở lòng mình ra để đón nhận những điều tốt đẹp đang tới với mình. Nhất là các nàng độc thân có đời sống tình cảm thăng hoa khi bạn tỏa ra sức quyến rũ khó cưỡng, khiến nhiều người không thể rời mắt. Các nàng đã có chủ cũng có nhiều giây phút mặn nồng bên người yêu. Tình hình sức khỏe của tuổi Dần tháng 2 năm 2021 này khá bất ổn và không hề tốt cho những ai đang có bệnh sẵn trong người. Lúc này ngoài việc chữa trị theo phác đồ của các bác sĩ chuyên khoa thì điều bạn cần tập trung đó là sự lạc quan với cuộc sống của mình. Nếu bản mệnh là người thân thể có nhiều bệnh tật chưa có điều kiện thăm khám đầy đủ, hãy nhờ tới sự giúp đỡ của những người xung quanh mình, đừng một mình chịu đựng như thế, sẽ không có lợi cho bạn chút nào đâu. Nhiều dấu hiệu cho thấy nếu đi xa thường gặp nhiều trở ngại, lúc này, thời tiết vẫn lạnh giá là lúc cần chú ý giữ gìn sức khỏe, giữ ấm khi cần thiết. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Mão. Tháng này, tuổi Mão khi làm việc cần phải tập trung vì bạn rất dễ sai sót vì sự bất cẩn của mình. Do đó, với giấy tờ quan trọng thì nên kiểm tra cẩn thận rồi mới gửi đi, thậm chí có những việc tưởng như quen thuộc bạn vẫn phải soát lại lỗi nhé. Lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này đó là việc công và tư phải phân minh thì bạn mới có thể làm việc tốt được, thực tế là bạn chẳng thể làm được việc gì khi trong đầu mọi thứ cứ rối tinh lên. Bạn phải xử lý từng việc một và một ngày cũng chỉ thể làm được vài việc mà thôi, đừng ôm đồm quá tuổi Mão nhé. Xem tử vi tháng 2 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, thiên tài ghé thăm mang lại điều kiện thuận lợi để tuổi Mão có thể thu hút những cơ hội gia tăng thu nhập cho mình. Một số người nhận được lương thưởng khá hậu hĩnh như là thành quả sau một thời gian bạn chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng. Bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ thần may mắn ghé thăm trong dịp này, thế nhưng bản mệnh nên nhớ rằng, điều quan trọng là bạn phải nâng cao giá trị của mình trước, không ngừng rèn luyện để nâng cao bản thân. Khi đó, việc kiếm tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cuộc sống tình cảm của người tuổi Mão lúc này rộn ràng, nhộn nhịp. Tâm trí của bạn sống động hệt như một bữa tiệc và bạn không cho phép bất kỳ ai điều khiển nó. Thế nhưng đừng quá tự tin là mình có thể kiểm soát hết tất thảy mọi thứ, nhất là người độc thân đừng nghĩ rằng một lúc bạn có thể hẹn hò được nhiều người vì cuối cùng có thể bạn sẽ mất đi người yêu bạn chân thành nhất đấy. Những ai đã có đôi có cặp thì nên chỉnh sửa tình cảm của mình chứ không phải cố đi kiếm cái mới để có cảm giác mới mẻ. Có những hậu quả khó lường chỉ vì một lần sai vì ham vui của bạn đấy nhé. Tháng này bạn nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân, nhất là những ai có sức đề kháng kém. Bản mệnh nên ưu tiên uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả như cam, chanh, bưởi, hoặc uống nước gừng ấm mỗi sáng bạn nhé. Thời điểm tháng 2 âm lịch này, thời tiết có lợi cho cây cối phát triển nhưng đồng thời vi khuẩn cũng phát triển, dễ phát sinh bệnh tật cho con người.
Vì thế, người tuổi Mão đừng ở nhà quá nhiều, nên sưởi nắng nhiều hơn, hoặc đi tới những nơi mà bạn có thể hòa mình cùng thiên nhiên. Những chuyến du lịch rất phù hợp để thực hiện trong thời gian này đấy nhé, vì chúng giúp bạn giải tỏa được stress, tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Thìn. Người tuổi Thìn không gặp khó khăn đáng kể nào trong tháng này ngoài việc có chút hiểm nhầm với đồng nghiệp, thế nhưng may mắn là mọi việc đã nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Nguyệt lệnh Lâm cung Mộ đã và đang ngăn trở công việc của tuổi Thìn khi bạn trở nên chậm chạp, ì ạch hơn. Thực ra là bạn làm việc chắc chắn, từ tốn nhằm tránh sai sót, nhưng người khác nhìn vào cho rằng bạn thiếu năng lượng. Thực tế là việc này phần nào đã hạn chế được những sai sót, tránh việc làm rồi sửa gây xáo trộn công việc mà thôi. Tuy nhiên, đây cũng là lúc bạn nên đánh giá lại chính mình để tìm cách nâng cấp bản thân. Tình hình tài chính của bạn ở hiện tại tạm ổn, nhưng bên trong đó đã có những tiềm tàng đưa tới rắc rối mà không phải ai cũng có thể nhận ra nếu không thực sự tinh ý. Sẽ có một số vấn đề trong quá khứ làm xáo trộn sự cân bằng của thu chi, nhưng tuổi Thìn có thể giải quyết mọi thứ nhanh chóng. Bạn có thể thu về một số lợi nhuận về tài chính, nhưng sẽ hơi khó khăn nếu bạn muốn đạt được các mục tiêu tài chính cao hơn. Nhiều người tranh thủ làm những việc quan trọng như xây nhà, mua xe, vì thế mà tiêu tốn kha khá tiền bạc. Thậm chí, có người đã phải sử dụng đến cả tiền tiết kiệm của mình vào những việc này. Vận trình tình cảm của tuổi Thìn tháng này rất hanh thông, thuận lợi khi bản mệnh có ý thức hơn rất nhiều trong việc vun vén tình cảm khi mà công việc gần đây đã nhàn rỗi hơn. Việc có nhiều thời gian hơn ở bên nhau, đôi khi có va chạm, dù trải qua nhiều cãi vã và bất đồng quan điểm nhưng cuối cùng cũng đã hiểu nhau hơn. Tình cảm từ đó cũng trở nên càng bền chặt hơn trước rất nhiều. Với người độc thân, thời gian này, bạn chăm chút hơn cho bản thân và chịu khó làm mới diện mạo của mình, khiến người khác giới không thể không chú ý đến bạn. Theo tử vi thời gian này bạn khá thường xuyên gặp gỡ thêm nhiều đối tượng tiềm năng, tuy nhiên hãy bình tĩnh trong việc cân nhắc lựa chọn ai đó bạn nhé. Đúng là có những lúc tuổi Thìn cần thời gian để hồi sức chăm sóc bản thân, và bạn đang xem đây là thời gian nghỉ để bạn nhìn nhận và suy ngẫm cũng như dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc tinh thần của mình. Thế nhưng nếu sa đà quá thì lại thành lười biếng rồi đấy nhé. Bạn nên hoạt động nhiều hơn bằng việc tham gia các bài tập luyện vừa sức, từ đó tạo thói quen thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Bạn không cần bắt bản thân phải tập luyện nghiêm túc ngay từ đầu sẽ chán nản mà bỏ cuộc, đôi khi chỉ cần 5 đến 15 phút rồi tăng dần thời gian lên khi bạn đã quen. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Tỵ. Chính quan nâng đỡ nên tuổi Tỵ lúc này có thể trông chờ vào những thay đổi tích cực trong công việc. Có khả năng bạn sẽ nhận được sự công nhận từ những người đồng nghiệp quanh bạn. Tuy nhiên, thiên cầu hung tinh dự báo có họa khẩu thiệt thị phi, nếu không kiểm soát tốt đám cháy nhỏ thì có thể lan ra thành ngọn lửa lớn, khi có tranh chấp và nhờ đến pháp luật thì sự việc sẽ diễn ra theo một hướng khác. May mắn là nhiều người tuổi Tỵ đủ khéo léo, kiên nhẫn để xử lý áp lực tốt, dù có chuyện gì họ cũng luôn bình tĩnh và giải quyết vấn đề. Có thể giải thích cho sự cố chấp trước đây của họ đó là nhằm mục đích bảo vệ bản thân. Tài vận tháng 2 năm 2021 âm lịch, nhờ có ngũ hành tương sinh mà con đường tài lộc rộng mở, nếu người tuổi Tỵ biết lắng nghe, nắm bắt cơ hội sẽ có thể thu được lợi lớn về mình. Với những ai đã và đang kiên nhẫn tích lũy kiến thức thì lúc này có thể hành động để gặt hái những thành quả đáng mơ ước bạn nhé. Thế nhưng, đó chỉ nên là hành động nhỏ mà chắc chắn sẽ tốt hơn cho bạn lúc này. Nếu người tuổi Tỵ thỏa mãn lòng tham, muốn dồn hết tiền bạc cho một thương vụ lớn thì sẽ dễ mất trắng vì khả năng kiểm soát số tiền này đang nằm ngoài khả năng của bạn. Đời sống tình cảm của tuổi Tỵ có thể đối mặt với một số khó khăn, nguyên nhân có thể là do khách quan lẫn chủ quan. Nhưng dù bạn có đổ lỗi cho ai cũng vô ích, thứ mà bạn có khả năng điều chỉnh đó là bản thân mình mà thôi. Người độc thân dù cố gắng mở lòng để đón nhận các mối quan hệ mới nhưng dường như không có ai mang lại cho bạn đủ sự tin tưởng cần thiết. Thế nhưng đừng vì thế mà vội bỏ cuộc, bạn cũng chỉ mới có những bước đi đầu tiên trong cuộc sống tình cảm thôi mà. Hãy tin rằng chậm mà chắc, suy nghĩ đó sẽ tốt hơn cho bạn đấy. Với những cặp đôi tuổi Tỵ, bản mệnh nhìn nhận mọi thứ một cách quá thẳng thừng, bạn có xu hướng sẽ rơi vào thế đối đầu với chồng, vợ. Thời gian này có thể xảy ra tranh cãi nhưng bạn đừng cố gắng phân bua đúng sai làm gì. Đây là thời điểm bạn không nên tranh cãi một cách quá lý trí với đối phương. Hãy để cơn nóng giận của cả hai dịu lại trước khi nói chuyện lại một lần nữa. Vấn đề thể lực của tuổi Tỵ không có gì đáng phải lo lắng trong thời gian này. Bạn cũng đã hạn chế tham gia các buổi tụ tập bạn bè nên hạn chế tối thiểu việc uống rượu bia. Thế nhưng lúc này bạn có dấu hiệu suy nghĩ quá nhiều và có thể thấy phiền muộn gây hại cho phương diện sức khỏe của bạn nữa đấy.
Những ai hay mất ngủ không nên quá phụ thuộc vào thuốc vì nếu không bạn sẽ không thể nào có được giấc ngủ sâu tự nhiên được nữa, trong khi đó, giấc ngủ rất quan trọng cho việc hồi phục sức khỏe. Do đó, trước khi lên giường bạn nên học cách buông thư, không suy nghĩ gì nhiều mới mong dễ ngủ. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Ngọ. Xem tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch về sự nghiệp có thể thấy luôn có thể xuất hiện những rắc rối khó lường dù cho bản mệnh đã chuẩn bị mọi thứ khá kỹ càng. Điều này có thể là vì sự chủ quan của bạn, lại thêm kẻ xấu muốn làm hại nên bạn khó tránh được những sự cố này. Ảnh hưởng của thiên quan khiến cho tuổi Ngọ lúc này không đủ khả năng kiểm soát tốt cảm xúc. Bạn dễ có hành động sai trái trong lúc nóng giận. Từ đó, có thể phạm sai lầm chỉ vì lời xúi giục ác ý từ ai đó. Mão Ngọ tương phá khuyên tuổi Ngọ đừng quá tin tưởng ai cả kẻo mất cả tiền bạc lẫn tình cảm. Đây chính là ngày mà dường như những kỳ vọng của bạn đặt cho ai đó quá lớn khiến bạn có tâm lý như vậy. Tài lộc của tuổi Ngọ lúc này chưa thể rực rỡ nhưng đang có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Nhất là ai đang kinh doanh, đầu tư sẽ nhận được lời khuyên đáng giá giúp họ có thể tiết kiệm được khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, với những ai đang tham gia trò may rủi với tiền bạc của mình hãy cẩn thận vì bạn chỉ may mắn được một, hai lần mà thôi, sau đó sẽ có nguy cơ mất trắng. Do đó, việc bạn cần tập trung nhất đó là cải thiện khả năng sử dụng tiền bạc, dùng trí tuệ của mình để gia tăng thu nhập chứ không phải chờ vận may tới. Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ tháng này khá hiền hòa, bạn còn tìm được sự an ủi, động viên bên bạn bè, người thân, người yêu, chồng, vợ khi rơi vào những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Nhân khi có ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho đời sống tình cảm, lời khuyên cho tuổi Ngọ đang độc thân đó là, nếu bạn thích một ai đó cứ thẳng thắn đối diện đi thôi. Chỉ cần là điều bạn thích, hãy cố gắng hoàn thành nó để sau này không cảm thấy tiếc nuối. Với những cặp đang yêu hay vợ chồng, khuyên bản mệnh thay vì dốc hết toàn lực để đổi lấy tình cảm của người khác, hãy dành thời gian yêu cả bản thân mình nữa. Chỉ khi đó thế giới trở nên xinh đẹp hơn và thôi phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Do tính chất công việc nên trong tháng 2 năm 2021 bạn thường có nhiều thói quen ăn uống sai cách, hoặc vì buồn phiền nên bạn chán ăn, khiến chúng dần mang đến những hậu quả xấu cho sức khỏe của bạn. Nguyệt lệnh lâm bệnh nên bản mệnh lúc này càng lười hoạt động, tinh thần càng đi xuống. Hãy chút bầu tâm sự với ai đó để giải tỏa căng thẳng trong lòng hoặc đơn giản là mỗi ngày đi bộ một chút cũng giúp bạn cải thiện tâm trạng, ngủ ngon hơn. Với thời tiết trong tháng này, người có bệnh về xương khớp, tiêu hóa, dạ dày nên hạn chế ở lâu trong một môi trường lạnh, ẩm ướt. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Mùi. Xem tử vi sự nghiệp tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Mùi, sự nhiệt tình và đầy nhiệt huyết của bạn được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Tuy nhiên, điều mà bản mệnh đáng lưu ý đó là phải biết phân bổ nguồn lực hợp lý. Thiên ấn sẽ chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong các công việc đòi hỏi tinh thần đội nhóm. Bạn mạnh dạn thể hiện bản thân là một át chủ bài của cả đội và nhận được sự tín nhiệm từ mọi người. Tuy nhiên, cũng đừng vì cố gắng muốn thể hiện bản thân mà ôm đồm luôn cả nhiệm vụ của người khác bạn nhé. Về mặt tài chính của tuổi Mùi trong tháng 2 này khá ổn định, bạn đủ năng lực để kiểm soát tình hình cho dù có rất nhiều khoản phải chi tiêu trong tháng đầu năm mới này. Không những thế, nhờ có tầm nhìn xa, hứa hẹn bạn sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho bản thân cũng như công ty. Ngũ hành xung khắc xuất hiện trong tháng 2 âm lịch nhắc nhở bản mệnh đừng quá tham lam, liều lĩnh, nhất là khi lúc có nhiều nguồn thu đang đổ về lại tưởng rằng vận mình đang lên và đổ hết vào để tái đầu tư. Nhất định không được tất tay, nếu không bạn dễ phạm sai lầm khiến bản thân phải hối hận đấy. Tam hợp nâng đỡ để vận trình tình duyên của bản mệnh có cơ hội được thăng hoa. Người độc thân có đào hoa nở rộ mang tới nhiều nhân duyên tốt đẹp nhưng bên cạnh có những người được xem là phiền phức ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của bạn. Vì thế, bản mệnh phải khéo léo từ chối nếu không muốn nhận thêm rắc rối về mình. Những cặp đôi bên nhau một thời gian sẽ xem sự hiện diện của đối phương như một lẽ đương nhiên. Có thể bạn sẽ ít quan tâm người ấy hơn một chút, ít trò chuyện cùng nhau hơn một chút, ít thể hiện tình cảm hơn một chút. Chính những điều nhỏ bé này là nguyên nhân dẫn đến sự phai nhạt trong mối quan hệ của bạn. Ngay lúc này, bạn có thể hâm nóng tình yêu bằng việc có thể tạo một cuộc hẹn, nấu một bữa ăn hay đơn giản là tặng cho đối phương những món quà không vì dịp gì cả. Chút niềm vui bất ngờ nho nhỏ ấy sẽ làm tăng thêm hương vị nồng nàn cho tình yêu của bạn đấy. Thời điểm tháng 2 năm 2021 âm lịch này, dương khí mạnh, dễ làm tổn thương tỳ vị, đường tiêu hóa, do đó tuổi Mùi nên để ý hơn tới phương diện sức khỏe của mình. Cố gắng ăn và ngủ điều độ để hạn chế tối thiểu những tác nhân xấu khiến bạn dễ đổ bệnh.
có điềm báo gây họa, do đó, khi điều khiển giao thông, bản mệnh phải tập trung kẻo dễ gây ra tai nạn. Hãy cố gắng từ chối những lời mời rượu bia hoặc nếu phải uống thì gọi taxi di chuyển để đảm bảo an toàn cho bản thân và các thành viên khác đi cùng bạn nhé. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Thân. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch về sự nghiệp cho thấy, thời gian sắp tới là cơ hội hoàn hảo để tuổi Thân mở rộng những giới hạn về tri thức của mình. Con đường mà bạn đang đi rất thuận lợi khi có nhiều người nâng đỡ. Bên cạnh việc tự lực để phát huy tối đa năng lực của mình trong tháng này, song song với đó, bạn vẫn nên giữ mối quan hệ tốt với các tiền bối trong ngành để gia tăng sức mạnh của mình. Ngoài ra, nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, tránh những đổ vỡ không đáng có. Đây cũng là tháng thuận lợi để người tuổi Thân thực hiện những bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp, vì thế, hãy tận dụng tốt cơ hội đang có, đừng vì mất tập trung vì những vấn đề liên quan tới mối quan hệ và chuyện tình cảm mà bỏ lỡ cơ hội. Nếu ai muốn khởi nghiệp thì cũng có thể thực hiện ngay từ bây giờ sau khi mà bạn học hỏi được kinh nghiệm từ một người đã từng thành công khi làm lĩnh vực tương tự. Bạn được đối phương hỗ trợ nhiệt tình nên hạn chế được những thiệt hại không đáng có vì thiếu kinh nghiệm. Tháng mới cho thấy vô cùng thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh đối với con giáp tuổi Thân. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Tháng 2 năm 2021 này có nhiều thông tin mới, có cả các thông tin gây bất ngờ, những thông tin mang đến cơ hội. Bạn sẽ cần phải đủ nhanh nhạy và bản lĩnh để có thể nắm bắt được tất cả chúng, thế nên hãy chủ động và tích cực hơn để không bỏ qua bất cứ phút giây nào nhé. Nhìn chung, bản mệnh có thể thu về một số lợi nhuận về tài chính nhưng sẽ hơi khó khăn nếu bạn muốn đạt được các mục tiêu cao vượt trội. Nhưng không có nghĩa là không thể một khi bạn đủ quyết tâm tuổi Thân nhé. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thân có nhiều thăng trầm nhưng đó là những điều thú vị. Bản tính của bạn cũng không thích cái gì diễn ra quá đều đều nên bạn rất biết gây chú ý với một nửa của mình. Người độc thân thời gian này nên dành thời gian để chăm chút hơn cho bản thân và chịu khó thay đổi diện mạo của mình theo hướng tích cực hơn để thu hút người khác giới. Tuy nhiên, bạn không nên kỳ vọng có sự thay đổi nhanh chóng trong đời sống tình cảm trong thời gian này, hãy để mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên bạn nhé. Ngũ hành xung khắc cho thấy đôi khi các cặp đôi có xảy ra mâu thuẫn vì chuyện gia đình, con cái, tiền bạc, thậm chí có thể giận hờn không nói chuyện một ngày, nhưng bản mệnh nên nhớ là lúc nóng giận đừng nói ra những lời chua xót khiến sau này cả hai chẳng thể nhìn mặt nhau. May mắn là sau đó hai bạn biết cùng ngồi lại để cùng tìm cách xử lý vấn đề nên tình cảm được cải thiện. Hai bạn không cần có quan điểm giống nhau, đơn giản hiểu và biết nhún nhường cho nhau một chút là được. Trong tháng mới, có thể vì người tuổi Thân phải làm việc nhiều với cường độ cao nên hay có cảm giác mệt mỏi, cho dù cơ thể khỏe mạnh nhưng không có nghĩa là bạn có thể phá sức, vì làm việc triền miên, không ngừng nghỉ đâu nhé. Khi cảm thấy không thể tập trung thì chỉ cần bạn chợp mắt 15 đến 30 phút là cũng đã có thể tỉnh táo trở lại để làm việc rồi. Do đó, đừng tiếc khoảng thời gian ngắn và quý giá đó bạn nhé. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Dậu. Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu khá ổn định, nhìn chung bạn không phải lo lắng, vất vả nhiều như trước. Bạn đã cảm thấy an tâm hơn và thậm chí tự tin với những gì mình đã đạt được. Sao hữu bật chủ về nâng đỡ đã chống đỡ lại các hung tinh mang tới điểm xui xẻo, nhờ đó mà cuộc sống của con giáp tuổi Dậu thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, khi mọi thứ êm đềm quá thì chính bạn lại cảm thấy thiếu động lực. Thế nhưng đừng vì một chút thành công nhỏ mà bạn đã vội ngừng cố gắng, vì khi bạn dừng lại cũng đồng nghĩa là bạn đi lùi so với mọi người đấy. Hãy xác định mục tiêu cao hơn nữa để không ngừng nỗ lực bạn nhé. Xét về tử vi tài lộc tháng này của con giáp tuổi Dậu không được như ý. Thực ra là khi nhận thấy mình đã tiết kiệm kha khá rồi nên bản mệnh có phần an tâm, không muốn vất vả để tìm cách gia tăng thu nhập như trước, vì thế mà mọi thứ chững lại nhưng họ lại không nhận ra. Đại hao xuất hiện là lời cảnh báo cho thói mua sắm hoang phí của bản mệnh vào cuối tháng. Nhất là những người làm công ăn lương nên sớm nhận ra rằng bạn chưa có kế hoạch gia tăng thu nhập mà việc chi tiêu ngày một nhiều hơn thì có thể nói đây là một lời cảnh báo. Phương diện tình cảm của người tuổi Dậu lúc này khá đáng ngại khi mà bản mệnh và một nửa của mình thiếu đi sự lắng nghe, chia sẻ. Ngũ hành xung khắc khiến cho những xung đột giữa hai người có dấu hiệu gia tăng. Người độc thân lúc này đừng kỳ vọng quá vào mối quan hệ mới quen và vội vàng tin vào những lời tán tỉnh của đối phương. Họ chỉ muốn làm bạn vui nhưng nói xong họ đã quên từ lúc nào không hay. Phương diện sức khỏe của người tuổi Dậu tháng 2 năm 2021 khá tốt vì bản mệnh đảm bảo được yếu tố tinh thần khi bạn không phải lo nghĩ quá nhiều. Mỗi hôm trước khi đi ngủ bạn gác lại mọi việc lại để không phải suy tư điều gì. Nhiều người mới ốm dậy có thể cải thiện tình hình sức khỏe rõ rệt trong thời gian này.
Khi ăn ngon và ngủ tốt thì bạn cũng cảm thấy nhiều năng lượng hơn trước rất nhiều. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Tuất. Cục diện lục hợp xuất hiện nâng đỡ để mối quan hệ của tuổi Tuất với cấp trên và đồng nghiệp thuận lợi. Nếu gặp trở ngại trong công việc, bạn được rất nhiều người xung quanh giúp đỡ nhiệt tình. Chính ấn hỗ trợ cho các công việc sáng tạo của con giáp tuổi Tuất có cơ hội thăng hoa, vì thế, lúc này bản mệnh rất đam mê sáng tạo, thậm chí có phần quá sa đà tới nỗi không nghĩ tới tính khả thi của nó. Nếu không biết cân đối lại sớm, bạn sẽ lãng phí khá nhiều nguồn lực của mình đấy. Tháng này cho thấy con giáp tuổi Tuất cần phải thận trọng hơn với các giấy tờ, văn bản mà bạn buộc phải giải quyết. Sự tỉ mỉ, thận trọng không phải là lợi thế của bạn, thế nên bạn càng cần phải dành thời gian cho chúng để tránh những sai lầm không mong muốn. Ảnh hưởng của tiểu hao nên bản mệnh rất dễ làm mất tiền trong những sự cố khá ngớ ngẩn. Những món đồ tuy nhỏ nhưng bạn để mất và phải mua lại cũng làm bạn tiêu tốn số tiền kha khá đấy nhé. Tháng này, bạn cũng có xu hướng thích mua những món đồ rẻ tiền vì nghĩ rằng chẳng đáng là bao. Chính thói quen này đang khiến túi tiền của bạn cứ thế mà rò rỉ mỗi ngày mà bạn không biết. Kiên nhẫn chính là chìa khóa cho bất kỳ một công việc nào trong cuộc sống, nhất là về khía cạnh tiền bạc. Vì vậy, thay vì mua một món đồ ngay lập tức, hãy tiết kiệm thêm mỗi chút để mua một món đồ đáng giá, đáng tiền mà sử dụng được lâu bền bạn nhé. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới chuyện tình cảm của tuổi Tuất, dù bạn ra sức vun vén mối quan hệ giữa hai người. Thực ra cách mà bạn chăm sóc yêu thương không giống như cách đối phương mong muốn. Thay vì làm theo cách mình nghĩ thì bạn nên quan sát nhiều hơn để biết làm gì cho người ấy cảm thấy vui. Có người còn có dấu hiệu quá phụ thuộc vào đối phương mà đánh mất đi sự độc lập hay cá tính vốn có của mình. Khi bạn đánh mất nét riêng vì muốn thay đổi, làm hài lòng người khác có nghĩa là bạn không yêu thương bản thân mình, vì thế đừng mong ai đó cũng yêu thương bạn nhé. Trong các cuộc trò chuyện, thay vì vòng vo nên nói rõ ràng, thẳng thắn, kể cả với những người bạn chỉ tương tác xã giao hay những người mà bạn đã quen biết lâu năm. Chia sẻ có vẻ kiểu cách của bạn có lẽ vì thế không hẳn khiến cho mọi người đều hài lòng. Trong tháng 2 năm 2021 âm lịch có thể thấy, ở miền Bắc lúc này có ảnh hưởng của gió mùa đông bắc khô và lạnh. Vì thế, bản mệnh nên quan tâm hơn đến vấn đề thời tiết để lựa chọn trang phục cho phù hợp, tránh bị ốm do thay đổi của thời tiết. Bạn cũng nên ưu tiên món ăn nóng để làm ấm người, hạn chế ăn đồ nguội lạnh vì có thể khiến bạn đau bụng, không tốt cho sức khỏe của bạn chút nào. Dù trời lạnh cũng đừng vì thế mà lười tập luyện bạn nhé, nhớ duy trì thói quen này như thời gian qua bạn vẫn làm. Thể chất của tuổi Tuất khá tốt, nhưng dường như tinh thần và cảm xúc của bạn không được tích cực như vậy. Những nỗi bất an, những trăn trở và lo lắng có thể làm phiền bạn và khiến cho nội tâm của bạn có một chút xáo trộn. Hãy cố gắng giải tỏa hết những căng thẳng này bằng những chuyến đi chơi ngắn ngày với bạn bè, người thân của mình rồi cuộc sống của bạn sẽ tươi vui trở lại thôi. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Hợi. Thời gian này tuổi Hợi đừng mong chờ về một phép màu nào đó sẽ đến với mình vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Bạn phải biết tự lường sức mình và chớ tự ti, bi quan, suy nghĩ về những gì mình chưa làm được. Nguyệt lệnh mộc dục dự báo công việc bấp bênh, chưa vững chắc, thường có sự thay đổi. Dường như mọi thứ diễn biến bất ngờ, bạn không lường trước được sự việc nên hay mất hướng đi. Thực ra, vấn đề nằm ở cách nghĩ của bạn mà thôi, cũng một sự việc nhưng trong tâm trạng không tốt bạn đã nghĩ sai mọi việc. Thế nhưng với tâm thế một người luôn sẵn sàng vượt qua khó khăn thì bạn sẽ trở nên chủ động hơn, không còn trong vai trò người bị hại nữa, bạn mới có thêm sức mạnh. Về tài lộc, lúc này bạn nên hạn chế việc đưa ra những quyết định về đầu tư. Việc làm ăn của bạn có chứng lại một chút cũng là cần thiết vì bạn cần phải đón đợi một cơ hội tốt hơn. Nhiều người tuổi Hợi thời gian này đang cầm nhiều tiền mặt trong tay sẽ cảm thấy vô cùng bất an vì không biết nên làm gì. Hãy bình tĩnh để nghe ngóng thêm một thời gian nữa bạn nhé. Nhiều cô nàng tuổi Hợi tháng này có xu hướng trưng diện, thích mua sắm nhiều hơn với mong muốn cải thiện vẻ ngoài của mình cho thu hút hơn. Việc này có vẻ chính đáng, tuy nhiên, nên cân đối lại tình hình tài chính của mình hơn để tránh việc vung tay quá chán bạn nhé. Về mặt tình cảm, tuổi Hợi may mắn có được người yêu, chồng, vợ tâm đầu ý hợp và họ là chỗ dựa tuyệt vời cho bạn trong tháng khó khăn như tháng 2 này. Những cặp đôi nên nhân cơ hội này hãy làm mới tình yêu của mình bằng những hoạt động chung như cùng đi học nhảy, học vẽ, học làm bánh, để tăng sự tương tác và thấu hiểu giữa hai người. Nhờ có tam hợp mà đào hoa rực rỡ đối với người độc thân, bạn khá bận rộn trong việc sắp xếp các cuộc hẹn của mình trong thời gian này và sẽ có một số buổi khá nhàm chán, nhưng hãy kiên nhẫn vì bạn đang trong quá trình chọn lọc người phù hợp với mình mà thôi. Hứa hẹn là bạn sẽ có cơ hội tìm thấy đối tượng mà bạn yêu thích trong tháng này khi bạn biết mở lòng mình ra đón nhận.
bạn nên bỏ bớt những quy tắc và sự dập khuôn của mình đi nhé. Về phương diện sức khỏe tuổi Hợi không có bệnh gì đáng ngại nhưng lại không tốt cho những ai đang đổ hết công, sức mình cho công việc. Những ai đang có sự nghiệp trông trên lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn rất nhiều cho những ai đang bị bệnh sẽ dễ gặp được thầy thuốc có tâm chạy chữa giúp bạn. Cơ hội cho người ốm dậy hồi phục rất nhanh trong thời gian này, vì thế, dù thế nào cũng phải suy nghĩ lạc quan bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp lại.